Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 67, ngày 6, nhà của ma quỷ. Kinh Thánh Ê-sai đoạn 2 câu 6 đến câu 9. Câu ghi nhớ Ê-sai đoạn 2 câu 6 phần B. Vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bối khoa như người Philistine, lại giao ước với con cái dân ngoại. Vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bối khoa như người Philistine, lại giao ước với con cái dân ngoại. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 2 câu 6 đến câu 9. Kinh Thánh Cựu Ước trang 638. Thật, Chúa đã bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bối khoa như người Philistine, lại giao ước với con cái dân ngoại. Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng. Xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. Xứ nó chan chứa những hình tượng. Họ thờ lại đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình. Vậy Chúa đừng tha họ. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 6 phần B. Vì họ đầy dẫy tục phương Đông. Vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bối khoa như người Philistine, lại giao ước với con cái dân ngoại. Chúng ta đọc câu ghi nhớ lại sau khi đã tô màu. Vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bối khoa như người Philistine, lại giao ước với con cái dân ngoại. Ở trong phần tìm hiểu, em nói cụm từ sau cho đúng ý với câu gợi ý. Ở đây chúng ta có số 1 là Chúa từ bỏ dân Ngài vì họ. Họ như thế nào? Họ có yêu mến Chúa không các em? À không. Họ mê tín đầy dẫy tục lệ phương Đông. Đúng không? Đúng. Họ mê tín dị đoan. Họ bắt chước các cái dân ở trong xứ. À, họ thờ vật họ làm ra. À, họ tạo ra cái hình tượng. Mặc dù là Chúa nói với họ rồi, không có thờ cúng thần tượng giống như những cái dân ở trong xứ, nhưng mà họ lại bắt chước bói khoa, coi bói nè. Họ có thờ Chúa không? Không. Họ có liên kết với dân ngoại không? Ở đây nè, họ giao ước với con cái dân ngoại nè, họ kết xui gia với lại người ngoại nè. Rồi họ có nhiều của cải không? Có, họ giàu có lắm. Nhưng mà họ không thờ Chúa. Rồi họ có thờ thần tượng không? Có. Toàn là những điều xấu mà họ đã làm. Tiếp theo, ở trong số 2, tiên tri Ê-sai xin Chúa làm gì với họ? Ông có xin Chúa tha thứ cho họ không? Hay là xin Chúa dẫn dắt họ không? Ở đây có một cái điều là tội lỗi họ quá nhiều và làm cho ông Ê-sai bực bội, bởi vì ông đã nhiều lần cảnh cáo họ, khuyên nhủ họ nhưng mà họ không trở lại. Và ở đây ông Ê-sai cầu nguyện là xin Chúa đừng tha thứ cho họ. Đây là một cái lời cầu nguyện rất là đặc biệt ha. Xin Chúa đừng tha thứ cho họ. Rồi. Dân Chúa theo người Philistine mê tín bói khoa, thờ hình tượng. Họ có nhiều thứ của đời này, nhưng họ từ bỏ Chúa. Nên tiên tri Ê-sai xin Chúa đừng tha thứ cho họ. Nhận biết khi dân Israel thờ hình tượng giống dân ngoại thì Chúa không còn ở với họ. Không bao giờ Chúa ở chung với ma quỷ. Nên khi chúng ta phạm tội mà không ăn năn, Chúa cũng sẽ rất là buồn và chúng ta sẽ xa cách Chúa. Cho nên là
Chúng ta khi có tội, chúng ta phải ăn năn xin Chúa tha thứ để không có làm Chúa buồn và không có xa cách Chúa. Thực hành: em không bắt chước bạn bè nói dối. Nói dối là rất là dễ phạm ha, ai cũng nói dối hết, nhưng mà mình biết nói dối là Chúa không đẹp lòng và đó là cái tội. Rồi xem bói, các em có xem bói không? Ví dụ như xem chỉ tay rồi đoán là tương lai thế này thế kia, hoặc là ngay cả trong những cái trang Facebook mà vô đó rồi điền cái tên của mình rồi nó đoán là ngày sau mình sẽ như thế này thế kia, đó cũng là bói. Và ngay cả có những cái trang bói mà nói rằng Chúa nghĩ về bạn như thế nào gì đó, thì đó cũng là một cái hình thức để bói, xem bói, và chúng ta không có nên tham gia, không có nên xem những cái điều đó. Rồi mê tín dị đoan có nghĩa là những cái điều mà người ta suy nghĩ ra và người ta tránh hoặc là người ta làm. Ví dụ như người ta nói rằng đi đường mà gặp đám tang là hên, mà gặp đám cưới là xui hay gì đó, thì đó là những cái sự mê tín dị đoan. Mình không có tin những cái điều đó, bởi vì em có Chúa ở trong lòng. Em sống giữa những người mê tín, thờ hình tượng, gian dối, nhờ Chúa giúp em không làm giống họ. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Chúa và làm điều đẹp lòng Chúa. Không không làm những điều sai như những người chung quanh, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Chúa và làm điều đẹp lòng Chúa, không làm những điều sai như những người chung quanh. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.